Kiểm tra bên trong cho mình chứ nhá. Em kiểm tra camera cam cho mình chứ nhá. Đây là cam của máy nhá. Đây, cam của máy khá là rõ nét nhá, không có bị đốm đen đốm sáng gì đâu anh nhá. Đó. Em kiểm tra mic của máy cho mình nhá. Alo 1234. Đó, mic ok rồi đấy ạ. Mic và cam ok nhá. Em kiểm tra bàn phím cho mình ạ. Những cái phím màu trắng ở trên màn hình là những phím hiện đang có trong bộ bàn phím của mình anh nhá. Chụp phải chụp trái ok rồi anh nhá. Những cái phím này nó sẽ không có trong bộ bàn phím của mình, thì nó sẽ không màu trắng, hiện màu trắng ạ. Thì em kiểm tra loa của máy cho mình nhá. Loa của con này thì khá là to đấy ạ. Màn hình 4K sẽ sắc nét lên nhá. Mình có thể xoay gặp 360 độ anh nhé. Đây mình có thể xoay ngang hoặc xoay dọc tùy ý của mình nhé. Đó. Mình có thể xoay dọc này, xoay ngang nhé. Đó, rất là tiện lợi cho mình sử dụng máy, rất là mỏng nhẹ nhé. Đây, em kiểm tra cấu hình của máy cho mình nhé. Cấu hình của máy đây. Con này là i5 thế hệ 10 và RAM là 8GB. Đời sản xuất của con này khá là cao luôn đấy ạ. Ổ cứng của nó đây nhá, 256GB ạ. Em kiểm tra ngoại hình của máy nhá. Mặt trước của máy này. Mặt trước của máy thì khá là đẹp nhá, không có xước đâu anh nhá. Đó, máy rất nhìn rất là sang, cầm rất là đầm tay nhá. Em kiểm tra các góc cạnh của máy cho mình nhá. Các góc cạnh máy thì cũng không có bị cấn móp hay là bị va đập gì đâu anh nhá. Máy con này là ngoại hình 98% luôn đấy ạ. Ở chỗ này có một chút vết xước nhỏ thôi. Nói chung là máy đã qua sử dụng thì khó tránh khỏi các cái vết xước này ạ. Tại vì là máy thì cũng đã qua sử dụng ấy ạ, thì mình cũng khó tránh. Mà vết xước này thì vết xước nó rất là nhẹ ở bên góc bên đằng sau ấy ạ, thì nên là nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu ạ. Đó, còn mặt sau này, mặt sau cũng khá đẹp luôn nhá. Mặt sau cũng không có xước nhá. Mặt trước rất là đẹp này. Nó chỉ bị một chút ở đây thôi. Nếu mà nhìn kỹ thì mới thấy nhá. Tí nữa sẽ chụp rõ cho mình nhá.